Lũ ơi, ô, anh tìm cái gì về đỡ ở đây mấy? Khâm xin kính chào cô bác anh chị khán giả tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Ngày hôm nay hiện tại Khâm tiếp tục có mặt ở nhà lũ em của bác anh chị ạ. Ở phần mái hiên thì đã hoàn thiện, video trước các bác cũng đã thấy rồi. Ngày hôm nay thì cũng chưa thấy anh em thợ lên làm nốt cái chỗ hàng rào B40 đấy. Về cái hàng rào B40 thì rất nhiều anh chị cô bác góp ý cho bản thân hai kênh, nhưng mà để mà rào thì anh em mình chỉ quay được cái khu vực này này, quay khu vực sân này, khu vực nhà này, sau này làm cửa chỗ bên kia nữa đấy. Chứ còn mà để mà quay xung quanh nhà anh em mình cũng không biết là quay nào cho hợp lý, nó khá là bể bộn, xong lại còn đường đi nhà anh xử bên dưới này nữa, không biết làm cái gì. Hai vợ chồng sáng không dọn, bây giờ mới bắt đầu dọn đúng không? Sáng đi bác nước rồi. Bác nước mà được bao nhiêu chuyến nước? 5 chuyến. 5 chuyến nước á? Ồ, bây giờ nắng rồi mới đâu đâu. Các anh đã báo từ sớm là hôm nay anh Công có một cái chuyến xe ben đi lên đây. Thôi làm đi. Anh bảo từ sáng sớm ấy, cố gắng dậy sớm 6 giờ sáng, bây giờ trời 5 rưỡi sáng rồi thì lúc sáng cái vác thì trời nó mát. Không phải đợi các anh lên đây mới vác, bây giờ hai vợ chồng làm bao giờ mới xong được. Nói suốt rồi. Bây giờ nắng thì hai vợ chồng khổ thôi, chứ các anh còn lâu, các anh bây giờ từ dưới đánh xe lên bao nhiêu việc, bây giờ lên đây còn chưa thấy bọn em bốc lên trên đường thì làm sao mà hộ được trên đường, đi lên trên đường em xe của các anh đang làm trên kia em nè. Bây giờ chỉ dọn dẹp thôi các bác, việc nào không phải không là không hay hay nói các em ấy. Đấy, từ sáng mà 6 giờ sáng em mà cố gắng hai vợ chồng dậy sớm làm thì có phải là giờ này đã gần xong, bây giờ nắng nôi. Đấy, lậu mặc váy nữa nè, à, xe các anh đang ở khu vực này. À, các anh đang tiếp nước cho các cô giáo mầm non. Nắng quá các bạn. Ngày hôm nay anh em mình đi thì tắc đường quá. Thật sự là lên đây hiện tại là 10 rưỡi rồi. Sáng thì Khâm cũng bố trí công việc ở bên Phứ nữa. Xong việc thì anh em mới ra đây. Tuy nhiên thì bây giờ đường đi lên xã Sủng Thài cũng đang được mở rộng và làm trải đường nhựa. Bơm cái này lâu không anh? Hôm nay tiện là nó nhanh hơn đúng không? Anh nâng lên rồi anh tắt máy đi. Xong chưa? Cho em lái với. Đang tiêm nước cho các cô giáo mầm non. Tiêm nước này miễn phí chứ. Làm việc tốt thôi nhỉ. Đây à? Ok, xong rồi. Ý là như nào anh? Làm bể á? Nhưng mà cháu nghĩ là những điểm trường này mình phải có những cái kinh phí của nhà nước hỗ trợ chứ nhỉ? Hay là hỗ trợ? À, bây giờ không có rồi đúng không? Bây
Đấy, về là cô giáo tự lấy nước hứng nước mưa trên mái này này. Bây giờ không có mưa thì mái có nước đâu. Thế ý anh Công thì là có một nguồn nước ở gần đây à? Có nước thì là mùa mưa đi. Có nguồn nước ở gần đây. Nếu mà bơm được lên đây là cá hộ ở đây như kiểu nhà của em. Đây. Nhưng mà ở xa không tím? Chưa biết được, thì bà sở đang bảo chúng ta học nước ở gần đây không bà? Nguồn nước ở gần đây không? Nhưng mà nó ra nhiều không? Nó được một cái vòi không? Ý là bây giờ muốn có kinh phí để làm một cái bể nước đúng không tím? Đúng rồi. Có kinh phí. Có kinh phí là phải xin được chủ nương. Đấy. Xin được chủ nương nữa cơ. Đấy, bây giờ nếu mà chủ nương người ta không cho thì cũng không làm được đâu đúng không? Xuống xem khảo sát xem đàm phán chủ nương xem nếu mà được thì bọn cháu thì không dám hứa được, nhưng mà nếu mà quay lên kêu gọi, nếu mà có các bác nào cho thì bọn cháu làm cầu nối, làm một cái bể thôi đúng không, làm một cái bể, bể chứa thì trên này có rồi, bể nguồn, xong rồi ống nước rồi máy bơm. Dạ. Còn điện ở trên này có rồi. Dự trù kinh phí khoảng bao nhiêu thì làm được ạ? Bây giờ chưa biết được bao nhiêu tại vì đã đi xuống. Bây giờ phải xuống ở đấy để xem là cái nguồn nước nó gần hay xa với cái điểm trường học ạ. Dạ, dạ. Sáng mai chúng mình đi xem. Vâng. Và bà chờ sáng mai dẫn đi xem là mình phải xem nguồn nước đấy nó liệu nó có đủ cung cấp cho mình không. Nếu mà làm được thì là tiện sẽ khu vực nhà bác, cửa cả nhà bác hay nhà lũ em cùng dùng. Đấy. Vâng, vâng. Chủ nương thì bây giờ phải tìm xuống xem thôi, là để nhờ sự can thiệp của xóm thì cũng phải làm cái bể nhỏ nhỏ đó cho là khoảng sáu đồng can thiệp của xóm lãnh đạo xóm đấy, đấy. Sẽ nhờ được, còn cái độ bọn thôn là với tín người đơn giản chỉ có sợ cái hồ dân đấy là nó tính đấy. Bây giờ thì các cháu làm chương trình ở đây thì bà con nhiều người là quyền lợi là kiểu không sòng phẳng cái là người ta không bao giờ hợp tác đấy, thì đấy. Đấy. Mình là giáo viên ở điểm trường đấy, mình xuống để báo cáo thì có khi nó sẽ dễ hơn các cháu, có xin được sự hỗ trợ không? Lại thì cũng một cái sự mà cũng giúp cho các cháu thôi các bác. Đấy, các ở đây là trường mầm non, đấy là các em ở đây là độ tuổi là 2 tuổi trở lên đúng không tím? 2 đến 5 tuổi. Đấy, ở đây là mình có bao nhiêu học sinh tất cả thì? Tổng đây là 90 học sinh. 90 học sinh mà các bác thấy là thời điểm hiện tại thực sự là thiếu thốn nước. Ngày hôm nay là anh Công là đã có một cái chuyến tiếp nước cho các cô. Nhưng mà để mà về lâu về dài để cái nguồn nước được sử dụng cho các cháu thì chắc chắn là sẽ cần phải có một cái nguồn. Đấy, bể thì là nhà trường có rồi nhưng không có nước đúng không? Ăn uống sinh hoạt rất là vất vả. Sáng mai bà đợi cháu lên, cháu cùng bà đi. Thì hai kênh thì cũng chưa dám hứa, nhưng mà nếu mà các cô các bác đi xem đàm phán được và anh em mình sẽ đi khảo sát và được thì chắc chắn là để mà kêu gọi đến các nhà hảo tâm thì không nghĩ là cũng sẽ có các bác, cũng sẽ có các bác đấy quan tâm đấy. Cái này là anh em mình xin để là xin kinh phí làm một cái bể cho các cháu có cái nước sinh hoạt ăn uống thôi chứ không cho ai cả, cho các cháu bé thôi. Nếu mà thím cứ khảo sát xem là cái nguồn nước làm sao này có đủ sinh hoạt hay không. Cái thứ hai thì là nương chủ nương người ta có đồng ý hay không, rồi nếu mà ok thì các cháu có thể cố gắng kêu gọi bằng một chút ảnh hưởng với bé, hy vọng là sẽ giúp được các cháu có cái nguồn nước sinh hoạt. Chị cảm ơn nhé, bắt tay cái. Cùng nhau hợp tác. Ơi các cô thì cũng vì các trò hết thôi. Đấy, trên bản thì rất vất vả các bác ạ. Anh lên lâu chưa? Mới lên vừa xả được bình nước này. Ôi, tắc đường ở phía bác lâu. Mất 30 phút, hơn 30 phút ngồi chờ. Xong là đi có cái con này phê lắm. Phê lắm. Lái đi. Còn lâu mới lái được. Hay trên máy đúng không? Cực kỳ khó trên máy. À, cực kỳ khó trên máy à? Dùng hết cơ tay à? Nếu không tập gym thì không vào số được đúng không? Xe ai đây anh? Xe ô khỏe em.
Anh không còn lắc đầu. Thế thì em không lái được cái này đâu. Lần đầu tiên nâng ben nhé. Không phải lần đầu tiên biết nâng ben. À, không đi bao giờ thì không biết được thật. Hôm nay tiện cái chuyến này sẽ chở đất cho lũ em một chuyến đúng không anh? Không biết là có ai hộ bốc không? Đáng lẽ là anh em đã bảo từ hôm qua là sáng hai vợ chồng phải dậy mà khiêng đất lên. Bây giờ nắng nôi này thì bao giờ mới xong được đây? Chắc phải nhờ anh Đức xuống hộ khoảng 20-30 tạ. Anh đi đơn giản thôi. Để cái lối cho bà con nó lái xe được ở được. Mẹ à? Mẹ nó, mẹ. Bôi nhỏ thế. Mấy em à. Đúng là các anh tiêm nước đúng thời điểm luôn. Mấy hôm nay thì là nước quá là thiếu thật sự. Không có một chỗ nào có nước đấy. Hôm nọ anh em mình vào thăm A Lúa thì là phải thật sự là cảm ơn các bà các bác đã đầu tư cho cái bể để mà nước A Lúa vẫn có nước sinh hoạt đều, máy bơm các thứ đầy đủ. Có mỗi A Lúa ở xóm này chắc có lẽ là đủ nước sinh hoạt. Thừa thì không dám nói nhưng mà đủ. Được, được, thoải mái. Bơm thì chắc nhanh thôi, không như bữa hôm nọ anh em mình đợi hết buổi chiều các bác ơi. Ngày hôm nay thì thấy lúa gọi được thêm mẹ về hộ gánh đất lên đây đấy. Hôm qua em đã bảo hai vợ chồng chủ động rồi, lên đây bảo là sáng 6 giờ sáng là cố gắng mà vác thì trời nó mát. Nhưng mà không. Dạ. Em xem là vẫn phải bảo lúa đi. Bảo lúa để tí nữa xong cái này mình hạ tép xuống thì có đông người để chuyển đất lên đây luôn. Em bảo từ nãy rồi mà. Tìm được thêm ai chưa lúa ơi? Tìm được thêm ai không? Em gọi được thêm ai về không? Tí nữa phải có người hộ chuyển đất lên xe đấy. Giờ có tìm được ai đâu anh Công. Đấy. Nhưng mà nếu mà chở đất đi thì anh lại hai cái thùng này sao? Thùng này mình hạ tạm xuống. Hạ tạm để đây á? Ừ. Mấy nữa lên à? Không, mình chở ra đến chỗ cái giọng. À lại quay đầu lại đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được. Chắc chở tầm 2-3 chuyến nếu mà đông người. Một được. Chuyến cứ gọi là một tiếng đi. Đúng không? Đấy, cơ bản bây giờ em bảo lúa nó tìm người không? Bây giờ nhà bác không ai hộ. Nhà bác lúc đầu bố trí thì là có anh em hộ đấy. Dẫn cái này vào thẳng téc đúng không anh? Lúa ơi, Lúa, lấy dây điện, trong dây điện đây. Đầu. Nắng quá.
đằng nào cũng tiện xe ben thì bảo hay là em lại nhờ anh Hờ. Anh Hờ không biết dạo này khó gặp quá, đi làm gì đang nhà. Gọi anh Hờ thôi nhỉ. Gọi anh Hờ cho gọi A Lúa xem. Đấy thì cái nước này chỉ mất khoảng tầm 10-15 phút nữa là xong, là giải phóng được xe. Tiền thì bây giờ vào thời điểm 11 giờ kém rồi, không biết có ai ra hộ được không đây. Thử gọi anh Lúa nè, anh gọi anh Hờ em. Đấy, em Lúa thì thứ nhất là bây giờ là chẳng có ai nợ công cán gì nữa rồi, người ta nợ người ta cũng đến hộ hết rồi. Rồi bây giờ thì anh Lúa là trước cũng lên bảo hộ truyền đất, nhưng mà bởi vì là hôm đấy anh em không bố trí được xe cộ, thế là cũng không có lên. Ồ, mạnh quá. Lúa ơi, ô anh tìm cái gì về đỡ ở đây mấy. Nó bị tuột trơn xuống. Em lấy một cục đá với một cái dây về, buộc vào, rồi anh buộc vào trong này, ném vào trong bể nó mới cố định được. Buộc vào, chắc phải buộc vào thôi. Buộc vào cây chuối này này. Nó tuột ra. Tạm không biết vẫn ổn không, chắc vậy. Thôi em xuống dưới kiểm tra đường nước trong nhà lũ em các bác, xem vòi hoa sen rồi là bồn bệ xem thế nào. Sắp hết rồi, vác lên hết đi, chắc không nổi một chuyến đâu anh công ạ. Ôi ơi, nha. Chắc chỉ cần như thế thôi nhỉ. Đầy tét thì nó xả mạnh hơn nhỉ. Vòi hoa sen ổn không anh? Kiểu gì nhỉ? Kiểu cơ chế không? Đúng rồi, vặn cái chỗ này ra. Đấy. Ok, vòi hoa sen. Cái kia là chỉ chỉnh mạnh, yếu sao? Chỉnh mạnh, mạnh yếu nhỉ? Đây, mạnh đây. Phun ầm ầm đây. Cái này mà tét nước đầy nữa thì thoải mái. Cái này hai vợ chồng tắm thoải mái này. Lúa ơi, tối nay tắm đi nha. Tối nay vào đây tắm được rồi Lúa ạ. Nhưng mà có, hôm qua em vừa bắt đi về nhà mẹ tắm. Nhưng mà nước có hạn. Xả thì có xả vui quá, xả hết tét nước, hai vợ chồng chơi tắm hết à. Các anh thì vất vả bao nhiêu mới chở được nước lên đây để mà uống mới lại sinh hoạt rửa ráy thôi. Có mẹ về hộ được thêm thôi.
Giờ này không có ai hộ được nữa rồi. Đấy. Để đầu về chiều. Vác. Em điện rồi nhưng mà giờ này giờ trưa chắc là thấy bà ở nhà có việc gì không biết được. Đi làm mà mặc váy trắng. Lầu có bao giờ là quan trọng là váy màu gì và làm cái gì đâu. Hôm nào thích style nào thì mặc. Đấy, lần sau nghe anh có phải đỡ hơn không? Nghe anh thì 6 giờ sáng làm đến 8 giờ sáng, trời bắt đầu nắng to, trời bắt đầu nắng lên thì là gọi như là gần như xong rồi. Bây giờ đến giờ trưa anh em đánh xe lên, chắc kiểu là sợ anh em lại không đánh xe lên thì lại cứ từ từ làm. Bản thân hai kênh thì muốn bao giờ đi là cũng phải công việc làm được cô bác anh chị ạ. Chứ anh em mình đi lên bản xa xôi nó không phải là hôm nào cũng không phải hôm nào cũng có thời gian. Như anh Công anh Đức là không phải hôm nào là cũng đánh được xe lên đây đâu. Đi tắc đường vất vả, xe thì mượn. Rồi thấy nó thiếu nước quá, hai nữa là bên trường học cũng vậy. Quá thiếu thì hôm qua anh mới mượn được xe. Cũng gọi hỏi mấy chỗ thì hôm qua xe của em hàng xóm mới rảnh. Mượn xả nước đến tối muộn hôm qua mới đầy được hai cái tét nước này. Vì là nó không phải bơm. Bơm thì nó nhanh, bây giờ mình xả từ trên tét mình xuống máy bơm ấy, bơm lên nước nó không được mạnh. Cố thôi. Còn chỗ kia nữa. Gần xong rồi. Cố đi xong là chiều xem mà có ai không thì nhờ Đông Đông về. Anh chạy xe anh chở luôn cho. Bố Dượng thì đi làm rồi, mấy lần có đi nhờ nhưng mà không có ở nhà. Bây giờ là chuyển tạm chỗ này đi. Rồi là như ý kiến đóng góp của chỗ anh Đô thợ hôm rồi, thì anh em sẽ san cái chỗ sân này ra. San cái chỗ sân này ra trước. Và cái chỗ đường, cái đường khá dốc thì cứ san những cái đất này ra. Đó. Và cái chỗ này còn bao nhiêu thì lại tính toán đi đổ tiếp mọi người ạ. Bạc thì bọn anh đang làm là bạc Hàn Quốc. Bạc Hàn Quốc. Một cái dọn dẹp cuối cùng thôi nhưng mà thành ra là giang dở rất là nhiều việc các bác không làm. Một phần là vợ chồng cũng chưa chủ động làm được nữa đấy. Khâm lúc bác chủ động là cho đi đổ. Hiện tại có một chỗ người ta đổ, cho người ta cho đổ thì đẩy xe rùa đi đổ thôi. Cũng bởi vì câu chuyện thì là hai bác cháu đấy. Bác tị cháu, cháu tị bác, không ai chịu làm. Đấy, bản thân anh em mình muốn làm cho xong. Để nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, bố trí hết cho xong thôi. Đấy. Thì cũng bảo vợ chồng lũ em là cố gắng làm thôi. Không có Lú ơi, không có ai hộ chuyển lên xe thì lại tiếp tục chiều cho vào xe rùa mang đi đổ chỗ hôm nọ đi. Đấy rồi anh bảo chuyển xong chỗ này thì mình san đất cái sân với lại cái chỗ anh Công đứng kìa, san hết đi. Làm sao cách cái bờ tường này một cái viên gạch này thôi, san hết từ đây ra. Đấy, mấy đứa chắc mua thêm bộ thêm xi về làm sân đi. Đấy, rồi còn thừa bao nhiêu thì hai vợ chồng xúc đi đổ tiếp. Đấy. Anh Công ạ. Bây giờ có một chỗ đổ đất ở đầu bên kia thì nếu mà không chuyển được lên xe thì cứ đẩy ra bên đấy đổ thôi. Bây giờ là đấy, hôm nọ em cũng gọi anh Đô lên thì anh lên lấy đồ thì tiện thì anh cũng bảo là thì mấy nữa thêm là các anh có bố trí làm cái bể không? Nếu mà làm thì là bố trí làm luôn trong thời điểm này cho anh ấy lên làm thì đất chỗ này này, anh góp ý cho anh em mình là cứ tôn lên đi, để từ đây lên đây 20 phân thôi. Là mấy nữa là đất chỗ này phải ông ấy anh ấy sẽ xếp gạch ở đây và đất chỗ sân này sẽ chứa được một khoảng đất nữa ra đến đây này, ra đến chỗ bể này luôn và đến chỗ đường này này. Đường này chỗ này anh cũng bảo là đường xuống thì dốc. Không phải chỉ riêng anh đâu, các cô bác khán giả xem được video cũng bảo là đường xuống dốc thì sẽ giải một lớp đất từ đây lên
bằng cái chỗ cái kiềng ấy kìa. Đấy, thì cái đường nó không xuống dốc nữa. Và sau khi cho quá trình anh em làm bể thì sẽ lấy thêm bột và xi măng lên để mà láng nốt sạch sẽ đi. Và cái đất thừa còn bao nhiêu thì hai vợ chồng sẽ tiếp tục đẩy đi đổ. Thế thôi. Đấy, bây giờ thời điểm là bây giờ trưa rồi, để mà các anh đợi ở đây đến buổi chiều lại không có ai về hộ đẩy lên xe nữa thì anh em mình lại tự làm nữa thôi, thì nó công việc nó nặng quá và cũng không thể làm nổi. Không, làm thì để mà làm những việc này thì lúa phải đấy. Người gọi người cứ bảo anh em mà vác như thế này, nói thật với em là anh cũng không thể vác được. Không sức làm ấy, nắng là hộ giúp này là quá đấy, cực kỳ ok thôi. Thật sự ra nói là cái nước anh thấy nó thiếu thốn quá nên là cũng muốn giúp cho nó cát này nó thôi. Còn với lại để lấy cái nước để làm cái bể đấy. Gạch mình đã mang lên rồi thì bây giờ làm là thôi, làm thế thì cùng nhau bắt tay làm cho nó xong việc rồi anh em mình là bàn giao đấy. Một thế. Bây giờ là anh Đô và các anh cai thầu cái bể thì lấy ý kiến của các anh thôi. Tranh thủ trời nắng trời nôi thì bảo ấy thôi, bảo thao thì mà. Thao bảo là lúc nào anh làm thì gọi em. Ok thôi mà. Có khi là anh em triển khai luôn. Thì là chiều hai vợ chồng có khả năng là bê không ai hộ thì lại tiếp tục lấy xe rùa, bởi vì có đất đổ mà. Thì chuyển nốt những cái bao tải đã đóng sẵn lên. Không biết đây là xi măng thì dọn xi măng lại lên cái hiên bê tông này, rồi là tiếp tục là hai vợ chồng phải lấy xúc đất cho và xe rùa về đây đổ đây, đổ lên cái chỗ đường ấy kìa. Đấy, mấy nữa thì các anh lên thì tiện thể làm cái sân luôn. Tất nhiên là sẽ có cái lối vào nhà báo vát xuống. Đấy, không có làm gọn gàng hết. Chứ tới này mưa về chỗ này bẩn lắm. Nhà cửa sạch sẽ rồi thì bảo vợ chồng của em chuyển sang. Đấy. Bên kia giả cho họ. Bây giờ chuyển về ở, bây giờ là buổi tối còn có khi là ngủ đây rồi, chẳng qua là nhiều đồ đạc quá, hôm nào anh lên thì tiện bắn nốt cái gác xếp, rồi là những cái tấm ván của nhà lúa, em còn nhiều thấy nhiều ván tốt thì tận dụng anh em mình hộ cắt ghép vào luôn, để mà chuyển vào đây thì em cũng muốn nó gọn gàng, những cái đồ quần áo, các thứ mà chưa sử dụng đến vào, những cái đồ linh tinh cho nhà lúa, nó cũng khá. Thì là cứ tống hết lên gác xếp đó, đấy. Nào làm xong cái phần giường, phần trạm, chắc là cho vào một chuyến. Đấy, vì anh em mình là sẽ có một, sẽ làm một cái bữa tân gia cho gia đình. Khách khứa có, từ thôn đến xã là có. Em cũng muốn là một cái hôm tân gia kiểu gì đến bao giờ là sẽ các bác sẽ mở xem phòng này, phòng kia. Không muốn là kiểu bây giờ chuyển vào ở thì chắc chắn là đồ không có chỗ để thì lộn xộn lắm. Nó không được hình ảnh đẹp đấy, thì mới chưa muốn cho vợ chồng vào đây ở. Thực tế là buổi tối là thấy giải chiếu ở trong giải chăn này ngủ rồi, qua là đồ đạc khá thì các anh em bận thì bận thì bố trí là mình cái bắn vào cái gác xếp đấy. Đấy thì em nó bảo lọc những cái tấm gỗ còn tốt ra rồi lên anh em hộ cưa hộ cắt bằng cái chỗ kia thì đấy hết sạch luôn à. Ủa sao nó không đầy được cái này nhở? À cái tét, à cái tét của các anh bị móp đúng không? Thế có khả năng là vừa mới đầy cái tét này thôi, đúng không? Được một tét này là ok rồi, có nước. Mấy hôm nay là hai vợ chồng phải đi gánh nước tận nhà mẹ về. Đấy, bây giờ là các bác dùng từ giờ đến hộ một tân xạ không để hết nước. Đúng rồi, tân gia mà nấu nướng không có nước thì cũng rất là khó. Thì anh em mình cố gắng làm nhanh thôi, tân gia sớm. Cái nước thì nó cũng sinh hoạt để mà làm một vài mâm cơm thì có thể bố trí về được, hoặc là bơm cho anh lúa lên được. Không vấn đề gì hết. Bây giờ thì là 11 giờ 20 phút rồi các bác ơi. Trời rất là nắng. Không có ai thì em nghĩ là anh Công ạ. Đất thì bây giờ có chỗ sang đường. Đất thì bây giờ có chỗ cho hai vợ chồng đi đổ thì chiều hai vợ chồng đẩy xe lên xe rùa đi đổ. Bây giờ là kệ cho vợ chồng tự vận chuyển đúng không? Bây giờ thì không ai ra hộ cả. Anh em mình để mà cũng là muốn hộ để mà chờ một cái chuyến này đi, nhưng mà bây giờ
này sẽ cực kỳ lâu. Đấy, bây giờ đồ đạc trên xe nó có hạ xuống, hạ lui rồi lại mất thời gian, giờ trưa không có ai đến nữa, nắng chang chang này để mà các anh em ở lại dừng lại trên bản. Cũng không biết là cơm nước kiểu gì, rất là bất tiện. Và đến chiều lại không có ai đến hộ xúc cái này nữa, anh em rất là khó để mà làm được. Thôi rồi, thế thì phần việc đấy thì sẽ để lại cho vợ chồng lúa tức làng, thì anh em sẽ triển khai những cái... Bởi vì là em cũng đã bảo là vận chuyển nốt cái chỗ đất này đi ra bên kia, có chỗ đổ xuống. Lúa về đây anh dặn này, chưa rồi, chiều làm nốt rồi chiều lại phải đẩy hay hết nhá. Hai vợ chồng thôi, anh không có nói nhiều nữa, hai vợ chồng lên là không phải lúc nào các anh lên mới bắt đầu làm nhá. Thực tế này cố gắng, bây giờ chiều ăn cơm xong, hai vợ chồng cho vào xe rùa tiếp tục đổ chỗ cũ kia. Bây giờ để mà các anh đi hộ chở đi một chuyến thì, nhưng mà có ai hộ vác cái này lên đâu. Anh gọi, anh hộ em gọi nhưng mà cũng không có ai cả. Đấy, thì là chiều hai vợ chồng tiếp tục là cho vào đổ đi rồi là chuyển hết trên cái kia. Trong sáng mai là tiếp tục san đất như anh bảo kìa, lấy xe rùa đẩy san hết đất chỗ kia để bọn anh bố trí lên làm bể và gọi thêm xi lên. Đấy, một cái nhà các anh làm vất vả bao nhiêu làm xong được cái nhà, bây giờ những cái phần việc còn lại nó không quá là vất vả đâu. Nhà cho em ở thôi, nên là đừng để anh nhắc nhiều nữa, hiểu không? 11 rưỡi rồi, thôi bảo mẹ nghỉ ngơi ăn cơm đi rồi chiều làm tiếp, rồi đừng chiều đừng có ngủ, chiều bảo anh lên xem nhé. Làm đi, chuyển hết đi xong đi. Các anh là không có thời gian lên đây suốt thật sự với em đấy. Đấy. Cháu Khâm sẽ tiếp tục cập nhật ghi hình cho cô ba anh chị cùng xem. Rất mong sẽ nhận được những sự động viên của cô ba anh chị dành cho kênh. Video này Khâm xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào ạ.